ích cho mày. Anh em nhớ nha, nhớ phải móc cái này nha anh em. Không móc cái này là nó sẽ bị nại tim phục, thì nó sẽ gây ra tình trạng là sẽ support nha. Anh em nhớ, nhớ kỹ cho mình cái này. Chỉ có xe quay thôi nha anh em. Xe đêm thì bình thường không có cắn gì hết đó, chỉ có xe quay thôi, nó cắn ngay cái khoảng cái này nè. Anh em thấy không, nó sát rồi nè. Nó rất là sát, khi mà anh em nhúng á thì nó sẽ bị đụng vô cái cản. Thì lúc đó nó sẽ bị nại, nại ti lúc đó sẽ bị xì phót nha anh em. Anh em nhớ cho mình, nhớ cắt hoặc móc, đó tùy anh em muốn làm sao làm, miễn có cho cái khoảng hở cái này ra, phuộc nó nhúng sẽ không bị. Ok anh em, cảm ơn anh em nhiều. Ơi ok anh em, hở đồ ra là xa vời ra rồi nha anh em. Đây hở ra. Anh em nhớ nha, nhớ bóng cái này nha. Bóng còn những cái phục mà lại bảo hành mà mình có bị dấu cắn ở trên đây á, thì mình xin lỗi anh em chú nha. Cái đó là anh em mất quyền bảo hành rồi, mất cái quyền lại bảo hành của anh em rồi. Thì lúc ráp vô mà không có bóng cái này nè, nó cắn vô thì lúc đó bị xì là xì nhớt hay gì, là bên mình không có chịu trách nhiệm để bảo hành mấy cái tình trạng bị cắn ở đây nha anh em. Mong anh em thông cảm nha.